Dự báo thời tiết 12 tháng 10, tin mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm hôm qua ngày 11 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như Đông Hà, Quảng Trị 57mm, Đà Nẵng 38mm, Trà My, Quảng Ngãi 38mm. Dự báo, ngày và đêm nay, ngày 12 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa, có nơi mưa vừa, riêng Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm trong 24 giờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, cấp 1. Từ nay đến ngày 13 tháng 10, trên các sông ở Quảng Bình đến Quảng Ngãi, khả năng xuất hiện lũ nhỏ, biên độ lũ lên trên các sông từ 1-3m, nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh trên. Cần chú ý theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Thời tiết hôm nay, nhiệt độ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ về đêm và sáng duy trì ở mức 19-22 độ. Ban ngày nhiệt độ có xu hướng tăng do mưa giảm, phổ biến từ 25-28 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, có nơi 16-19 độ. Ở vùng núi cao như Sapa, trời rét bút khi nhiệt độ về đêm chỉ ở mức 10-12 độ, Mẫu Sơn 13-15 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, trời hanh khô, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, ban ngày nhiệt độ 25-28 độ. Thời tiết tại Hải Phòng không khác biệt nhiều so với thủ đô, ít mưa, sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất ở mức 27 độ, thấp nhất là 20 độ. Thời tiết ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An khá tương đồng với Bắc Bộ, khô ráo, ít mưa, se lạnh vào sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, ban ngày hửng nắng với nhiệt độ không quá 27 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh dồn xuống phía Nam, nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa, có nơi mưa vừa, mưa diện rộng còn có thể diễn ra trong 1-2 ngày tới. Phía Bắc các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, ban ngày nhiệt độ duy trì ở mức 30-33 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm trời lạnh khi nhiệt độ xuống thấp ở mức 18-21 độ, ban ngày trời nắng, nhiệt độ từ 29-32 độ. Các tỉnh Nam Bộ, tuy ít mưa nhưng chiều cường đang ở mức cao nên vẫn có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp tại thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, ngày và đêm ngày 12 tháng 10 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, độ ẩm từ 64-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, độ ẩm từ 58-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23, vùng núi 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc,
sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 52 đến 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 55 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Hà Nội, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3, sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C. Cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và...